Bởi vậy một phần tô lên chơi coi ấn tượng không? Tô nhỏ rồi coi. Mới vô cô Huyền đòi coi tô luôn rồi. Mày coi cái tô mới lấy được sao? Dạ đúng rồi. Đó, đổ vô 1 tô, 2 tô, 3 tô, 4, trời ơi nhiều lắm thầy Lộc ơi. Trời ơi. Nhiêu đây mà đủ cỡ, này để lên luôn rồi. Nhiêu đây mà đủ cỡ vậy. Ừ. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Chị nhỏ như con thỏ. Ôi, cô Huyền phải 6 rồi. Ôi, chị em Huyền đó. Cô Huyền phải 6 á. Ghê. Chưa nghe Huyền hả? Lên shop nữa. Cô Huyền làm, cô Huyền làm em quýu luôn á. Đánh bớt đi đừng la nữa. Ok ba đổi cây. Trời ơi, hay lâu quá. Đâu có cay nhiêu đâu. Cấp độ 5. Nó quay bằng cái cái thằng già đó nghe tôi chắc tôi bắn cha chết tại chỗ quá. Giờ này cha đi cha sửa nón. Ta đứng ngoài. Chơi đi không vô chơi. Người ta đứng ngoài sửa nón cũng bị nói nữa hả? Mẹ cờ xuống. Hai phần mày mì chọn muối ớt. À, không hành rồi. Không bò bằng. Ui. Dạ anh sẵn sàng chưa? Rồi. Và cho thêm 5 muỗng ớt á cô Huyền. 2 1 bắt đầu. Bởi vậy. Mời ông bà chú bác và quan viên hai họ dùng bữa nha. Rồi, mà quất đi, quất đi. Này là hết hết cái nha. Còn là cái nước này nó sắc quá, nó mặn quá. Uống nước. Mình uống cái nước này nè, thử thách uống nước mía nè. Rồi xong.